BiBi hit. Vâng, quân yếu hơn dành cho Sẻ. Chúng ta cùng xem ở trận thi đấu này thì Chim Sẻ Nắng sẽ phải vượt khó kiểu gì, hay liệu anh sẽ để thua. Đây là bãi quả 6 cây có hiệu nhưng chắc chắn không thể lùa được về. Vâng, Chim Sẻ liên tiếp phải vượt khó và bây giờ có vượt được khó tiếp không? Hai trận vừa rồi là hai trận thi đấu mà game thủ Chim Sẻ Đi Nắng, vâng, trận Kata thi đấu tốt rồi, nhưng tiếp tục là một trận để thua khi Hồng Anh được cumper. Đã ăn được hai dân đi dâng của Hồng Anh rồi, nhưng tên lọt thần thánh đã khiến Chim Sẻ phải oảng. Và khi ca ra, một con ca ăn được 3 con phù tới từ game thủ Chim Sẻ thì anh đã đáng lòng. Mặc dù đã bo phù đầy tinh tế, vẫn có quả phụ dành cho game thủ Chim Sẻ. Solo cung hay là đánh chém hay là làm cái gì thì làm đi, số phận vẫn đang ở trong tay của game thủ Chim Sẻ. Anh phải tự quyết định. Liệu có chơi kiểu trên cờ cung R không? Thế nhà đang là một rừng hướng đến 12 giờ. Sẻ đang muốn tìm bầy hươu đầu, nhưng tôi nghĩ bầy hươu đầu là cạnh bãi quả chính của Chim Sẻ rồi. Đang thiếu voi. Có voi. Nó là đôi voi, thậm chí là 3 voi. Đúng là 3 voi. Bây giờ Chim Sẻ lựa chọn thôi. Đánh cái gì? Đánh cái gì? Gỗ đầu hơi xa. Và chúng ta hãy cùng xem. Vâng, ép đầu dành cho Sẻ. Chèn những cây gỗ 75. Con voi thứ hai ép đầu được thiết kế. Con voi thứ tư cũng đã thấy. Thậm chí nó còn là 5 voi trận này cơ, nó không chỉ là 3 voi hay 4 voi đâu. Chúng ta hãy cùng xem. Rất nhiều voi. Sở thú chẳng. Hy vọng ở kia cũng sẽ là đôi voi và Sẻ sẽ câu 2 voi về. Nếu ở khu vực xa xa là một đôi voi thì quá tuyệt vời cho bài Babylon tới từ game thủ Chim Sẻ. Và đó là cơ hội để Sẻ thắng Hồng Anh 4 bàn. Đi ra check in. Quả đầu 6, quả phụ chỉ có 5 thôi. Tí nữa thì sẽ có một chiếc BS nữa để Sẻ có thể ăn được cả hươu và ăn được cả quả. Như vậy chỉ là 4 voi trận này thôi. 4 voi cũng đã ổn rồi. Bầy hươu đầu 5 con, 11 cây quả. Câu voi cẩn thận. Chưa có tay để cắt ra. Kích đời 26 dần. Tôi vẫn cảm giác như nó hơi muộn. Cảm giác hơi muộn là đơn giản thôi khi mà gỗ đầu xa. Và bãi quả đầu nó cũng hơi khủ khoằm. Chiếc BS để có thể ăn bầy hươu 5 con. Đang ép rất nhiều dần ở khu vực này. Ice 24 dân dành cho Hồng Anh. 26 dân của Sẻ. Nhưng chỉ có 24 dân của Hồng Anh. Do 16% dành cho Hồng Anh. Chúng ta cùng xem đây là bài đánh cái kiểu gì. Đã lên đời xong dành cho Hồng Anh trước một vạch BL. Như vậy là BL chứ không phải là BA. Vâng, kích đời xong. 26 cộng 1 dần và đánh theo kiểu nâng chặt gỗ. Lối đánh rất nhầy và nhây tới từ Sẻ. Và đây là bài đánh hỗn mã chứ không phải là bài đánh chém. Chim Sẻ chỉ đào đúng đủ vàng để xin một con lạc đà thôi. Đây là lối đánh của Sẻ. Hỗn mã. Còn đối với game thủ, vâng, vẫn có giò và vẫn sẽ có một con lạc đà đầu và có cả công. Nhưng liệu có đủ để nâng cấp bánh xe không? Chúng ta đang chờ đợi vào cách cơ cấu tới từ Chim Sẻ. Có lẽ là đủ. 60 vàng là đủ rồi. Sẽ sóc 2 con lạc đà trên con đường chờ cái bánh xe. CE em ơi, đang mid E. Chui hốc và đã lên đời xong. Sẻ đang muốn phát triển đều, bắt đầu xây A thôi. Bắt đầu xây A. Chiếc nhà BA nữa không? Một con T được đẩy lên, nhưng con lạc đà đẩy thẳng. Ăn 4 dần tới từ game thủ Hồng Anh. Như vậy là Chim Sẻ cũng đã bị mất tên nông dân vừa rồi. 4 nhà BA dành cho game thủ Hồng Anh. Liệu có lọt được vào không? Vâng, như vậy là tơn đầu đẩy thẳng dành cho game thủ Hồng Anh. Tơn đầu đẩy thẳng quá liều lĩnh dành cho Hồng Anh. Anh không hề thủ nhà mà anh muốn là một tơn đẩy thẳng luôn để lấy lợi thế ở thời điểm ban đầu. Những pha vẩy E tới từ game thủ Chim Sẻ. Còn vẫn đang ốp A. Tơn này là tơn mà khá hiệu quả của Hồng Anh khi ăn được khá dần. Vâng, một con lạc đà và có cả ăn được cung R. Sẻ đang đánh bài đi thẳng A. Một nhà BL sóc đều và 2 nhà BA. Những con lạc đà chém cung G hit. Chưa được điều gì. Bây giờ thì đấu cùng, nhưng tôi không nghĩ là đấu nổi tên này. Vâng, Hồng Anh là người bắt bài. Sẻ vẫn đang đều 1L và 2 nhà BA. Thêm một cái ruộng nữa. Hồng Anh có hốc và Hồng Anh đều được 4A. Nếu mà cứ như thế này mãi, không, cái hốc này chỉ có 5 cái ruộng thôi. Nếu phải có ruộng thêm cơ thì mới đều được 4A. Cái ruộng như thế này tôi không nghĩ là đều được 4 nhà BA. Không trên cùng G ít máu trong cơn vừa rồi. Sẻ vẫn đang rèn giữ và là một bài phát triển được. Còn Hồng Anh thì là hốc. Đây rồi, Hồng Anh trèo lên. Tôi không nghĩ tên này Hồng Anh có thể đẩy được game thủ Chim Sẻ. Liên tiếp là những tên hit and run tới từ cả hai game thủ. Xây thêm E. Và một tên hơi tù tội dành cho Chim Sẻ. Anh vừa để mất một cung G và phải rút lui. Một tên quyết định đi vòng. Con lạc đà nó lao và chém cung G thì đúng là đau thật. Thế nhưng tên này phải đi thật khéo nhờ để làm yếu ruộng của game thủ Hồng Anh. Nhưng Hồng Anh quá tỉnh táo. Hồng Anh cho toàn bộ quân của mình đuổi theo 3 cung G. Vì liệu có một tên mà game thủ Chim Sẻ lừa ốp A không? Đúng là Chim Sẻ trèo A. Để ý gặp luôn. Không có lợi thế gì trong cơn này. Chưa được. Hồng Anh đã có thêm ruộng, bảo sao 4A sóc đều. Chim Sẻ lại lùi về và Chim Sẻ đang sóc dần. Chặt gỗ 2 và tôi nghĩ cần phải có chiếc nhà BA tiếp theo. sẻ nhiều dân hơn Hồng Anh rất nhiều. Mình chưa kịp nhìn là số dân là bao nhiêu, nhưng mà tôi thấy số dân của Hồng Anh là 2x, còn sẻ là 3x. Đó là một sự khác biệt. Vẫn đang rèn rứ. Quan trọng là sẻ phải tăng được nhà quân lên. Có gỗ 2 thì sẽ tăng được chiếc nhà BA tiếp theo. Hai cung thợ này đi vào một cái hốc chết. Hỏi đấy. Anh mượn bao thôi. Vâng, tam này 55/60. Sẻ mới chỉ là 32 dân thôi. Lúc đấy tôi nhìn chắc là 31 dân, tôi tưởng là nhiều nhưng thực ra là không phải. Đầu máu dành cho sẻ. Tam này 57/60. Rồi Hồng Anh nóng vội, anh trèo dốc. Tôi nghĩ đây là một cơn sai. Rất sai, 3 cung R nằm xuống, 4 cung R nằm xuống. Vẫn là dốc dành cho cung R BiBi. Tiếp tục mất cung R dành cho Hồng Anh. Cả đầu máu luôn chứ không phải là đùa. Thêm 3 cái ruộng. Vâng, bò rất xa. Đua phát triển. Một trận mà được coi là chung kết và nó ảnh hưởng rất nhiều tới chức vô địch trong ngày hôm nay. Tam này 61/72, dân nhiều hơn. Quân thì là đang lấy kiểu lạc đà kẹp cung R. Tam này 64. Chia quân làm 2 hướng để thủ nhà cho nó mắc binh. Hồng Anh liệu đã bung ra hay là chưa? Đây rồi, một tơn đi quân ảo tới từ Hồng Anh. Nhưng Chim Sẻ là người bắt bài. Tơn này hai người thiệt hại như nhau, mỗi người nằm xuống một cung R. Chim Sẻ đang chỉ là 3 nhà BA và 2 nhà BL. Chứ các bạn là 1 nhà BL. Nhưng tơn này thì game thủ Hồng Anh quyết định xô vào để ăn gà. Thì tôi không nghĩ đó là một quyết định đúng đắn tới từ game thủ Hồng Anh. Hồng Anh có thêm quân lên. Lượng quân tôi đang thấy Hồng Anh là rất đông và Hồng Anh đang cố gắng hạt điều với game thủ Chim Sẻ. Vâng, hạt điều với chúng tôi này. Những con lạc đà nó đang rất đầu gấu. Nó đang chạy vào, nó đang để cho những con cung giờ được bắn tùa. Người công gắt gặp người chủ nhà. Chúng ta cùng xem những con lạc đà đang ít dần theo thời gian. Tơn này là tơn sẻ vừa phải tăng thêm một tơn A, tăng thêm một tơn nhà A. Đầu máu có rồi, lạc đà 143 máu. Bên kia thì cung G mới chỉ là 70 máu thôi. Nhưng cùng xem tơn này có được hay không. Tăng thêm nhà BA. Những con lạc đà vẫn đang chém rất đau để cho những con cung G BiBi Lon 80 máu được phép thỏa sức thể hiện. Xây thêm liên một lúc 2 chiếc nhà BA. Bây giờ thì chỉ còn một con lạc đà thôi. Liệu đã hết lạc đà chưa? Tôi nghĩ tăng thêm chiếc nhà BL có được hay không. Tăng thêm chiếc nhà BL nữa làm 2 con lạc đà. Vẫn sóc đều 2 lạc đà, tôi nghĩ là hay hơn. 7/2 dành cho Chim Sẻ mà mới chỉ có 7/1 dành cho Hồng Anh. Chạy đi đâu đây Hồng Anh? Về đâu khi nhà đã cháy rồi? Vâng, 60 Hồng Anh lạnh lùng bôi quyết luôn. Tỷ số là 4-3. Vâng, tỷ số là 4-3 dành cho game thủ Chim Sẻ. Không thể tin nổi, Hồng Anh ép bài mắc binh để lên sớm. Thế nhưng những cái gì mà Chim Sẻ thể hiện thì lại là một bài trâu bò và điều quá khủng. Phát triển ghê hơn. Và chiếc vô địch sẽ được quyết định ở vòng tới. Cuộc đối đầu của Chim Sẻ và BiBi.